Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần cập nhật lịch thi đấu giải U16 Đông Nam Á 2024 ngày hôm nay 29 tháng 6 với những trận đấu ở bảng C. Bên cạnh đó là một số thông tin xoay quanh đội tuyển U16 Việt Nam cũng như giải U16 Đông Nam Á. Các bạn thân mến, như đã chuyển đến các bạn ngày hôm qua thì đội tuyển U16 của chúng ta đứng nhất bảng với 7 điểm sau khi đánh bại Myanmar ở lượt cuối với tỷ số 5-1. Campuchia cũng có thắng lợi 6-0 nhưng họ chưa chắc có vé vớt khi cũng có 7 điểm ở bảng B. Đây là sự nghiệt ngã của bóng đá Đông Nam Á. Cụ thể là ở giải đấu năm nay diễn ra tại Indonesia thì cùng 7 điểm, Việt Nam nhất bảng còn Campuchia chưa chắc là sẽ có vé vớt. Bởi ở lượt cuối bảng B, nơi có Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Brunei vừa kết thúc. 5 bàn thắng của Việt Nam do công của Thái Hòa lập một cú đúp ở phút 18 và 25, Duy Đăng ở phút 66, Thái Hiếu ở phút 71, Việt Long ở phút 81. Myanmar gỡ được một bàn do công của Ni Than. Kết thúc bảng B, chúng ta và Campuchia có cùng là 7 điểm, Việt Nam nhất bảng do có hiệu số thắng bại là dương 19. Trong khi đó Campuchia chưa chắc có vé vớt khi họ có 7 điểm và có hiệu số là dương 7. Trong khi đó, tối ngày 27 tháng 6, Lào thua Indonesia với tỷ số 1-6 và có 6 điểm sau 3 trận với 2 chiến thắng và 1 trận thua và chính thức dừng cuộc chơi. Lào dừng cuộc chơi thì đã đành. Ngay cả Campuchia với thành tích bất bại qua 3 trận ở vòng bảng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa cũng chưa chắc đi tiếp. Ở bảng C cũng tương tự như ở bảng B trước lượt trận cuối. Ngày hôm nay 29 tháng 6, Úc và Thái Lan cũng đang có cùng 4 điểm, nhưng Úc xếp thứ nhất. Ở lượt cuối thì họ sẽ gặp Đông Timor, trong khi đó Thái Lan sẽ gặp Malaysia. Hai trận đấu này sẽ diễn ra vào khung giờ 15 giờ chiều ngày 29 tháng 6 và như thường lệ thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ để link xem trực tiếp hai trận đấu này trong phần mô tả cũng như phần top comment của video. Vì vậy mà quý vị các bạn quan tâm thì chúng ta có thể quay trở lại để cập nhật link xem sớm nhất. Hiện tại thì ở bảng C này, nếu Úc thắng đậm Đông Timor, Thái Lan thắng Malaysia càng đậm hơn nữa để có hiệu số phụ tốt hơn so với Campuchia, tức là dương 8 trở lên thì Campuchia sẽ phải dừng cuộc chơi. Ngược lại thì Thái Lan thắng Malaysia mà không đủ số bàn thắng để vượt qua Campuchia thì Thái Lan đón nhận sự nghiệt ngã với thành tích 2 thắng 1 hòa vẫn bị loại. Có thể coi là trớ trêu khi một đội trải qua 3 trận ở vòng bảng với 2 thắng lợi và 1 trận hòa mà vẫn bị loại. Nhưng điều này hầu như là chắc chắn sẽ xảy ra khi chiều ngày hôm nay ở bảng C kết thúc. Theo điều lệ của giải đấu thì 12 đội sẽ chia làm 3 bảng đá vòng tròn một lượt ở mỗi bảng, chọn đội nhất bảng vào bán kết. 3 đội nhì của 3 bảng sẽ soi đọ thành tích để chọn ra một đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. Từ điều lệ giải này đã sinh ra sự nghiệt ngã và thực tế là trớ trêu. Hiện tại thì ở bảng A, Indonesia đứng nhất bảng, họ chính thức ghi danh vào bán kết. Việt Nam của chúng ta cũng đã đạt suất vào bán kết. Và cả hai đội hiện là chưa xác định được đối thủ ở vòng bán kết và phải chờ ở bảng C kết thúc trận đấu trong chiều ngày hôm nay. Việt Nam của chúng ta được hưởng lợi hơn so với đối thủ ở bán kết một ngày nghỉ, khi trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Về cục diện của bảng C thì hiện Úc đang là đội nắm lợi thế lớn nhất. Đội bóng này sẽ chỉ phải gặp đội cuối bảng là U16 Đông Timor như đã nói ở trên. Trong hai trận trước, U16 Đông Timor đã để thua Malaysia 0-5, thua Thái Lan 0-6. Bởi vậy mà 3 điểm khó lòng thoát khỏi tay Úc. Nếu có thể giành thắng lợi với cách biệt từ 6 bàn trở lên thì Úc chắc chắn sẽ có vé vào bán kết. Khi đó thì họ có 7 điểm và hơn hiệu số dương 7 của Campuchia. Kể cả là khi xếp nhì bảng C thì Úc cũng giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, nhiệm vụ của Thái Lan là có phần khó khăn hơn. Họ không những cần phải thắng Malaysia mà phải thắng đậm. Bởi nếu kém U16 Úc về hiệu số thì Thái Lan sẽ đánh mất ngôi đầu và có nguy cơ bị loại sớm. Để chắc chắn đi tiếp, Thái Lan phải thắng được cách biệt 2 bàn trở lên hoặc là cách biệt 1 bàn nhưng phải ghi được ít nhất 4 bàn thắng. Điều đó đảm bảo giúp cho Thái Lan vượt qua được thành tích 7 điểm cùng hiệu số dương 7. Còn với Malaysia thì họ phải thắng Thái Lan, đồng thời hy vọng là Úc không thắng được Đông Timor. Đây là kịch bản rất khó xảy ra và cơ hội đi tiếp của Malaysia gần như là không còn. Theo phần nhánh đấu, Việt Nam sẽ gặp đội nhất hoặc là đội nhì bảng C ở bán kết. Nếu bảng C có hai suất đi tiếp, đối thủ của U16 Việt Nam sẽ là đội nhì bảng C. Trong trường hợp bảng C
chỉ có một suất đi tiếp thì đội nhất bảng này sẽ chạm trán U16 Việt Nam. Ngày hôm qua, sau khi đánh bại Myanmar đậm với tỷ số 5-1, đánh giá về chiến thắng của đội nhà trước Myanmar, ông Trần Minh Chiến bày tỏ: "Tôi vui khi đạt được chỉ tiêu đề ra. U16 Việt Nam với nhiều cầu thủ tạo ra cơ hội ngay từ đầu trận nhưng không kết thúc được. Đó là điều đáng tiếc ở trận này. Đây là giải đầu tiên, không riêng gì cầu thủ Việt Nam mà các đội khác cũng vậy, khi sai sót dễ xảy ra. Như hàng tiền đạo là không chuyển hóa được những cơ hội thành bàn thắng. Trông thấy trong lúc mà hàng thủ một thoáng mất tập trung đã là trả giá. Nhưng đó là câu chuyện của cầu thủ trẻ và tôi phải chấp nhận điều đó." Đánh giá về đối thủ sắp tới có thể sẽ phải gặp như Úc hay là Thái Lan, ông Trần Minh Chiến cho biết: "Rất khó khăn khi gặp Thái Lan hoặc là Úc ở bán kết. Nhưng đây là giải quốc tế đầu tiên các cầu thủ ít được thi đấu ở các giải quốc gia vì vòng chung kết U17 quốc gia diễn ra sau giải này. Các em chỉ có 5-6 trận nên rất thua thiệt. Tuy nhiên thì chúng tôi đã chơi hưng phấn, thi đấu tốt để vào bán kết." Thái Hòa là cầu thủ lập cú đúp bàn thắng trong thắng lợi 5-1 vừa qua và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Chia sẻ với truyền thông sau trận, tiền vệ số 6 này bày tỏ: "U16 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục, còn tôi đã có 2 bàn thắng. Đó là điều mà tôi hài lòng nhất. Tôi cố gắng thể hiện tốt nhất cho U16 Việt Nam. Còn tương lai là câu chuyện ở sau này." Như đã nói thì tuyển Campuchia hiện là có 7 điểm và vẫn chưa biết là mình có đi tiếp hay không. Sau trận đấu, U16 Campuchia nhận được nhiều lời khen ngợi từ cổ động viên Đông Nam Á. Một tài khoản để lại bình luận cổ vũ tinh thần của các cầu thủ U16 Campuchia. Dường như là cơ hội đi tiếp của Campuchia là không nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu hết mình. Hãy cố gắng giữ được tinh thần này dù kết quả có ra sao. Tương tự thì một tài khoản có tên là Anat Ivana cũng mong muốn là Campuchia có thể giành quyền đi tiếp. Tất cả đều muốn Campuchia có thể đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Mong rằng là phép màu sẽ xảy ra với các cầu thủ Campuchia. Tôi nghĩ tỷ số này thực sự là khá khó để Campuchia có thể đi tiếp. Dù sao thì cũng xin chúc mừng chiến thắng của Campuchia và mong Brunei sẽ tiến bộ hơn nữa ở lần tiếp theo. Một cổ động viên khác chia sẻ: "Từ Indonesia, tôi sẽ hết lòng ủng hộ Campuchia giành vé và bán kết. Chiến thắng vừa qua trước Brunei là điều rất xứng đáng. Ngoài ra thì tinh thần thi đấu của Brunei cũng rất đáng khen ngợi." Một tài khoản đến từ Indonesia có tên là Muhammad chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.